năm 2022, sau khi mà trải qua một cái đợt dịch giãn cách kéo dài, thì những cái dự án, những cái đề xuất làm khu công nghiệp đô thị ở Châu Đức đã bắt đầu thể hiện rõ ràng trên cái phần quy hoạch của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là thể hiện là khu công nghiệp đô thị luôn. Thì những cái dự án bất động sản, những cái bất động sản ven khu công nghiệp là một cái điểm ngắm của rất là nhiều nhà đầu tư. Thì hôm nay sẽ giới thiệu một cái lô đất này, vị trí này nằm rất là giáp ranh, cách có một lô đất thôi là sẽ giáp ranh với lại cái dự án khu công nghiệp đô thị của xã Cù Bị này ha. Đây, dự án 3.800 hecta, toàn bộ cái vùng màu đỏ này thì cái lô đất em giới thiệu nó nằm ở đây, thuộc xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ ha quý anh chị ha. Lô đất thuộc xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ, và ở đây, đây là một cái đường vành đai 4 nha, đường vành đai 4 đó, vùng thành phố Hồ Chí Minh đó, cái con đường này rất là rộng, đường vành đai 4 có cái giá bán là 2.150.000.000 trên 1.000 mét vuông cho cái lô đất có tổng diện tích là 3.400 mét vuông này ha, nằm giáp ranh với dự án luôn. Bữa trước có rất là nhiều quý anh chị cô chú có hỏi là đất gần đường vành đai 4, tìm gần cái trục đường này, thì hôm nay là đã có một lô rồi. Rồi, đây là cái cánh rừng cao su dưới trên quy hoạch khu công nghiệp Amata của huyện của xã Cù Bị ha. Cái con đường này là đường nhựa thông đi ra hướng Hắc Dịch luôn. Đi ra Hắc Dịch được. Còn cái con đường nhựa này, còn cái con đường này đi thẳng ra đường chính Cù Bị á, là ngay chỗ cái cột điện kia, rất là gần luôn ha. Cái con đường đó nó sẽ chạy thẳng vô cái xóm dân cư của xã Cù Bị đó, ngay chỗ cái hàng cây cao đó, là cách cái con đường nhựa này tầm khoảng là, cách cái vị trí đang đứng là tầm khoảng là 500m thôi. Thì cái lô đất của mình nó nằm ở đây ha, lô đất của mình là nằm ngay chỗ này nè quý chị, ngay chỗ cái cây điều cao này nè ha. Đó, chỉ cách một lô thôi, chỉ cách một lô đất thôi, lô đất hai mặt tiền thôi, là sẽ giáp ranh với lại quy hoạch cái dự án Amata Cù Bị này. Này ha, rất là gần nha. Ở ngay chỗ dọc đường theo cái lô cao su này thì sẽ là đường bê tông, nhưng mà vô cái lô đất của mình là đường nhựa nha. Đây, đường nhựa ha. Rồi, đây là bắt đầu cái lô đất của mình, toàn bộ là trồng điều. Ở trên đất là cây lâu năm hết. Quy hoạch là cây lâu năm, ở trên đất là cây lâu năm luôn. Có đường dây điện nè. Cái đường nhựa này là rộng, bề rộng của đường nhựa là 4m. Hai bên vỉa hè hà mỗi bên 1m nữa, là tổng cộng cái đường này là 6m. Hai xe ô tô né nhau được ha. Cái mặt tiền lô đất của mình bắt đầu từ cái cây cột kia, cái cây cột bê tông này đổ dài qua đủ 47m, là đến cái cây bằng lăng này là hết mặt tiền của mình. Khá là rộng ha. Lô đất này thì phân lô ra không được. Cái mặt tiền á, một cạnh là 80, một cạnh là 80 10 hơn 80 m và một cạnh là hơn 70 m. Đó. Tổng diện tích là hơn 3 sào 4 nha. Cái này hơn 3 sào 4, thì tính ra nếu như mà mua sào ở cái vị trí thì xã Phú Mỹ này nó rất là lợi hơn rất là nhiều so với là mua đất lô ha. Tại vì một lô 5m bây giờ tại cái khu vực mà thị xã Phú Mỹ này không bao giờ có giá là dưới 5m ngang, không bao giờ có giá dưới 1 tỷ một lô hết, phải ít nhất gì là trên 1 tỷ 2 một lô, 5m 5 nhân 5 dài 30 có thổ cư thì phải là ít nhất là 1 tỷ 2 1m ngang. Thì cái lô này mình có thể mua, và chưa hiện tại là bây giờ chưa có thể phân lô 5m được, nhưng mà có thể phân xào được. Mỗi lô theo 1.000 mét vuông là có thể phân được ha. Nếu mà thị xã Phú Mỹ thì mỗi lô 500 mét vuông là có thể phân được rồi. Tại vì đất này thuộc thị xã chứ không phải là thuộc huyện, nên là mình có thể phân thêm 500 mét vuông được. Nếu mà 500 mét vuông thì lô này thì tầm khoảng được 6-7 lô ha, 6-7 lô đó. Đó. Toàn bộ là khu dân cư hết, đường nhựa này thông tứ hướng. Lúc bữa cái con đường nhựa này đi thẳng ra là sẽ gặp đường vành đai 4 đi vào sân bay. Đường vành đai 4 là cách, nếu như mà thực hiện thì cái từ lô đất này đi ra đường vành đai 4 là cách tầm khoảng là 1km thôi. Toàn bộ là khu dân cư, vườn trái cây hết ha. Chỉ có cái hướng bên kia là lô cao su thôi, toàn bộ là
có nhà dân ở hết, nhà vườn ha. Rồi đây là cái trục đường sông Xoài Cù Bị đi thẳng vào cái dự án khu công nghiệp đô thị, và cách lô đất của mình chỉ có 500 m thôi. Đây là trục đường chính ha, trục đường sông Xoài Cù Bị. Rồi từ cái vị trí lô đất này mà đi ra cái chợ Mỹ Xuân, ngay cái chỗ gọi là tâm điểm của khu công nghiệp Phú Mỹ, ngay chỗ chợ Mỹ Xuân á, là mất chỉ có khoảng là 27 phút 17 km thôi ha. Rồi từ cái vị trí lô đất mà đi đến thành phố Hồ Chí Minh này, từ vị trí lô đất mà đi đến thành phố Hồ Chí Minh là mất chỉ tầm khoảng là 56 km, 1 giờ 17 phút thôi. Đó, từ Sài Gòn nếu như mà đi cao tốc xuống quốc lộ 51, ha, vừa qua trạm thu phí tầm khoảng 57 km thôi, là đi theo đường Bầu Cạn, xong rồi là sẽ đi 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 xuyên qua cái rừng cao su của xã Cù Bị là sẽ đến được lô đất. Đường xá rất là thuận tiện ha. Cách sân bay Long Thành là tầm khoảng 20 km thôi nha quý anh chị cô chú. Đó, vị trí rất là gần thành phố cảng biển Phú Mỹ, gần cái sân bay. Đó. Gần quốc lộ 51, đường xá giao thông thuận tiện, cách rất là gần Sài Gòn và sát bên cái dự án khu công nghiệp đô thị nữa. Vị trí rất là tiềm năng ha. Mà giá thì rất là đầu tư ha, tại vì chủ cũ F0 từ hồi xưa giờ chưa có qua đầu tư nha quý anh chị. Lô đất này chủ từ xưa giờ chưa có qua đầu tư, cho nên là quý anh chị cô chú nào cảm thấy thích thì liên hệ liền với kênh Nga ở vườn ha, tại vì chủ đang cần tiền và bán gấp cho nên là mới có giá này. Rồi đây là cái sổ lô đất ha, thì cái mặt tiền đường này hồi xưa nó hơi cong, nhưng mà bây giờ ở trên quy hoạch này nó sẽ thẳng hơn, một đường như thế này, hơi xéo ha, hơi xéo xéo như thế này là thành 47 mét mặt tiền, ở phía sau là 4,2 42,5. Nó không phải là tốc hậu nha, tại vì nó cái cạnh nó xéo như vậy nè, đó. Thể hiện đường nhựa trên sổ luôn. Diện tích ở trên nếu như mà ra sổ mới thì nó sẽ tăng diện tích lên vài chục mét vuông ha, hơn 3.400 mấy chục mét vuông đó, nó tăng lên. Một cạnh 86, một cạnh 73 này. Đó, lô đất có hình dạng y như vậy luôn ha. Đây. Đất thuộc huyện Tân Thành, xã Sông Xoài, huyện Tân Thành, nhưng mà bây giờ nó gọi là thị xã Phú Mỹ đó ha. Đất trồng cây lâu năm. Rồi cái lô đất này có giá thành rất là đầu tư. Quý anh chị cô chú nào quan tâm đất ven khu công nghiệp và lô này có thể nghỉ dưỡng được luôn, tại vì giá thành cũng khá là rẻ. Đó, thì quý anh chị cô chú nào quan tâm thì xin vui lòng liên hệ với kênh ở vườn, Nga ở vườn ha.